Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục một cái khái niệm mới trong lập trình C nhé. Đó là khái niệm về hàm. Thì nói là mới thôi, nhưng thực ra chúng ta đã sử dụng hàm rất là nhiều rồi. Trong bất kỳ một cái chương trình C nào á, nó cũng có một cái hàm, đó, nó tên là hàm main. Hàm main là cái hàm chính đó các bạn. Mà mỗi khi chúng ta chạy cái chương trình C lên thì hàm main sẽ được thực thi. Thì ngoài cái hàm main á, chúng ta có thể định nghĩa rất là nhiều cái hàm khác nhau. À, các bạn, chúng ta có thể tự đặt tên cái hàm của mình. Và chúng ta có thể tính toán trong cái hàm đó và chúng ta trả về một cái kết quả nào đó. Đúng là trong C á các bạn, nó sẽ chia ra hai cái dạng hàm nhé. Hàm thứ nhất là những cái hàm mà do C nó đã định nghĩa sẵn trong những cái thư viện rồi. Hôm nay các bạn có sử dụng những cái hàm gì các bạn nhớ không ạ? Chúng ta sử dụng hàm SQRT nè để tính tính gì? Tính căn bậc 2. Chúng ta sử dụng hàm floor để làm tròn xuống, chúng ta sử dụng hàm sail để làm tròn lên, hoặc là các bạn có thể sử dụng hàm APS để lấy ra được cái giá trị tuyệt đối của một cái con số nào đó, hoặc là các bạn sử dụng hàm bring bring f để xuất kết quả ra màn hình. Thì tất cả những cái đó đều là một cái hàm hết, các bạn hiểu không ạ? Và những cái hàm đó thì đã được C nó định nghĩa sẵn rồi. Bên ngoài những cái hàm định nghĩa sẵn đó, chúng ta sẽ tự định nghĩa những cái hàm của mình nha. Bây giờ các bạn muốn định nghĩa một cái hàm thì các bạn hãy để ý giúp mình cái cấu trúc nha. Thì cái cấu trúc của một cái hàm á nó cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn để ý nè. Thứ nhất là nó sẽ có các kiểu dữ liệu trả về. Thứ hai nó sẽ có tên hàm. Và thứ ba nó sẽ có các cái parameter là các parameter là các giá trị hoặc là các tham chiếu mà chúng ta sẽ truyền vào đây. Chúng ta sẽ truyền vào đây nha. Và đây là cái phần chương trình của cái hàm. Chúng ta sẽ xử lý cái gì đó thì chúng ta sẽ làm ở đây và chúng ta trả về kết quả. Kiểu trả về á thì nó sẽ có thể trả về tất cả những cái kiểu mà các bạn đã từng học. Ví dụ như là kiểu short, kiểu in, kiểu long, kiểu double, kiểu floss, kiểu char, vân vân. Và cũng có những cái hàm mà nó sẽ không trả về gì hết thì nó sẽ trả về một cái từ khóa kiểu dữ liệu đó là void. VOID, VOID, được chưa? Đây đây. Nếu mà cái hàm các bạn không trả về gì cả thì các bạn sẽ sử dụng là VOID nha các bạn. Hả? Rồi. Cái phần parameter list nó là những cái tham số. Thì tham số là khi chúng ta thực hiện cái hàm chúng ta có thể có tham số hoặc có thể không có tham số luôn, được chưa? Có thể có một tham số hoặc là nhiều tham số. Có thể có một tham số hoặc là nhiều tham số. Còn đây là cái phần thân hàm. Bây giờ để dễ hiểu hơn thì mình và các bạn cùng nhau làm một cái bài tập nhỏ, đó là lập trình sử dụng hàm trong C ha, để nhập vào số n, sau đó kiểm tra n có phải là số nguyên tố hay không và xuất kết quả ra màn hình và xuất kết quả ra màn hình. Đây chúng ta sẽ mở một cái bài mới. Rồi, trong cái bài này thì mình sẽ sử dụng thư viện áp suất đúng không? Các bạn có thể sử dụng thư viện toán học để mà tính các phép toán. Bây giờ mình sẽ có một cái hàm main nha. Trong hàm main này đó thì mình sẽ làm cái gì đó. Mình sẽ có những công đoạn là nhập liệu nè. Được chưa? Rồi. Gọi hàm. Rồi. Xử lý và xuất kết quả. Thì trong cái gọi hàm này á thì mình sẽ gọi đến một cái hàm để mà kiểm tra xem cái con số mà mình đưa vào cái hàm đó nó có phải là số nguyên tố hay không. Thì mình sẽ tạo ra một cái hàm nó trả về kiểu dữ liệu là int nhé. Mình sẽ quan tâm tới hai con số thôi, đó là một và không. Nếu một thì nó là số nguyên tố, không thì nó không phải là số nguyên tố. Kiểm tra số nguyên tố và mình sẽ nhận vào đây một con số nguyên là n, một con số nguyên là x đi, để cho các bạn dễ dễ phân biệt, được chưa? Bây giờ ha, số nguyên tố là số gì các bạn? Là số chỉ chia hết cho cho một và chính nó thôi, số chỉ chia hết cho một và chính nó. Vậy thì chúng ta sẽ phải làm sao?
chúng ta sẽ làm sao để kiểm tra số nguyên tố? Nếu mà một con số nó chỉ chia hết cho một và chính nó thì nó sẽ có tối đa là bao nhiêu? Là bao nhiêu ước các bạn? Nó sẽ có tối đa là hai ước, nghĩa là nó có một ước hoặc hai ước thì nó là số nguyên tố. Ví dụ mình có số 5 là số nguyên tố đúng không? Vậy thì nó có một ước số đầu tiên là số 1 và ước số thứ hai đó là số 5. 5 chia hết cho 1, 5 chia hết cho 5, đúng không? Thì nó là số nguyên tố. Vậy mình coi như một con số nguyên tố là một con số có tối đa là hai ước số, nhé. Có tối đa là hai ước số. Và trong số nguyên tố thì nó có một định nghĩa nữa. Số nguyên tố thì nó phải là số lớn hơn một. Số lớn hơn một các bạn nha. Vậy thì cái điều kiện đầu tiên nha, mình kiểm tra đây. Nếu mà x bé hơn bằng 1 thì mình sẽ return về về 0. Cái chữ return đó các bạn, nó có nghĩa là chúng ta trả về kết quả. Trả về kết quả là 0, là xuất cái kết quả ra. Và sau cái return thì nó sẽ ngưng luôn. Nếu như điều kiện này đúng, return về 0 là cái hàm này ngưng luôn. Còn ngược lại á, ngược lại thì chúng ta sẽ bắt đầu xử lý nè. Mình sẽ đặt một cái biến đi, biến int, mình sẽ đếm số lượng ước số ha. Số lượng ước số, các bạn để ý giúp mình nha. Mình có cái shift gạch ở chỗ này nè, chứ không phải là đánh cái khoảng trắng đâu. Thôi mình ghi như thế này đi để cho các bạn đỡ bị nhầm. Số lượng ước số, số lượng ước số nha. Rồi mình sẽ for một cái biến y đi từ 2, đúng không ạ? Biến y đi từ 2 và y bé hơn y bé hơn không không cần đếm số lượng ước số luôn các bạn. Chúng ta chỉ cần y đi từ 2, y đi tới x trừ 1, y bé hơn bằng x trừ 1 đó. Chấm phẩy y cộng cộng. Rồi nếu đi từ 2 cho tới x trừ 1 mà con số x mình chia hết cho y, có nghĩa là nó chia hết cho một cái con số khác ngoài bản thân nó, thì mình sẽ return về về 0. Được chưa? Ngược lại cái thằng cuối cùng thì mình sẽ return về về 1. Đây nè, mình sẽ giải thích ra. Ví dụ như mình nhập một con số 5 đi. X 5 có nhỏ hơn bằng 1 không? Không đúng không? Nó sẽ bỏ qua cái đoạn code này. À, y nó sẽ đi từ 2 cho tới 5 trừ 1, nó sẽ là 4 đúng không? Nó sẽ hỏi lần lượt là 5 có chia hết cho 2 không? 5 có chia hết cho 3 không? 5 có chia hết cho 4 không? Nếu có thì return về 0. Nghĩa là các con số x mà nó chia hết cho bất kỳ một cái con số nào nhỏ hơn đó trong cái đoạn là từ 2 đến nhỏ hơn nó, thì chúng ta sẽ return về 0 vì nó không phải là số nguyên tố. Rồi, thoát qua khỏi hai cái điều kiện lớn bên trên này thì mình sẽ return về 1 vì mình biết chắc chắn rằng nó không có ước số nào khác ngoài chính bản thân nó và số 1. Thì lúc này chúng ta sẽ return về 1 là mình coi như nó là số nguyên tố. Vậy là mình đã vừa viết xong một cái hàm rồi. Hàm này gọi là hàm kiểm tra số nguyên tố nhé. Đây là khái niệm hàm đó các bạn ha. Bây giờ mình sẽ viết nhập liệu nè. Mình có intn nha. Sau đó mình sẽ yêu cầu nhập vào một cái con số print nhập vào n bằng scanf phần trăm d, và chỗ này là và n, được chưa các bạn? Sau đó mình sẽ có một cái biến, mình đặt tên cái biến này là kiểm tra. Mình sẽ gọi cái hàm là bên trên đó là hàm kiểm tra. Các bạn muốn gọi nhanh một cái hàm á, các bạn đánh một vài ký tự đầu, sau đó các bạn nhấn phím Ctrl và khoảng trắng nha. Ctrl và khoảng trắng thì cái hàm nó sẽ tự động hiện ra và chúng ta chỉ cần Enter. Chúng ta chọn cái hàm mà chúng ta Enter, sau đó chúng ta sẽ điền cái giá trị mà chúng ta muốn truyền vào đây. N nè các bạn. N lúc này nó truyền ngược lên trên thì nó truyền cái giá trị lên trên. Ví dụ N bằng 5 thì cái chỗ này X nó sẽ bằng 5. N ở đây bằng 10 thì ở chỗ này X nó sẽ là 10. Các bạn kịp không ạ? Dễ mà ha. Ok. Bây giờ mình mới xử lý nè. Cái KT á, là cái kiểm tra mà mình sẽ nhận được á, nó là hai con số thôi. Một là số 0
2 là số 1. Vậy thì nếu KT bằng bằng 0 thì các bạn sẽ print ra một câu, nó là print không phải là số nguyên tố. Rồi. Ngược lại nếu là KT đúng đó thì mình sẽ print là số nguyên tố. Ok chưa? Dễ không các bạn? Nếu KT bằng bằng 0, nghĩa là cái điều kiện kiểm tra số nguyên tố nó bị sai, thì chúng ta in là không phải là số nguyên tố. Ngược lại thì chúng ta in nó là số nguyên tố. Là số nguyên tố nha. Ok. Rồi. Hoặc các bạn thích, các bạn đổi ngược lại cũng được. Nếu KT bằng bằng 1, KT bằng bằng 1 thì nó là số nguyên tố, thì các bạn để đây. Còn ngược lại thì ring nó không phải là số nguyên tố. Các bạn kịp không ạ? Đó. Dễ thôi ha. Bây giờ mình sẽ chạy thử cái bài này cho các bạn xem. Chúng ta xem cái khái niệm hàm là return về 0. À, mình viết sai chính tả. Return chứ phải return. Return. SQL command run. Đây. Mình nhập vào đây ha. Ví dụ như số 10. Số 10 phải số nguyên tố các bạn. Không. Vì 10 chia hết cho 2, chia hết cho 5 là không phải số nguyên tố rồi. Nên không phải là số nguyên tố nha. Nhưng bây giờ mình sẽ nhập vào đây một con số là 111. 111 phải số nguyên tố không ta? Các bạn đoán thử xem. À, không phải là số nguyên tố. Chắc là nó chia hết cho một con số nào đó. Rồi, mình nhập vào số nguyên tố nhỏ nhỏ thôi. Số 17. 17 là số nguyên tố đúng không ạ? Là số nguyên tố. Rồi, ok chưa các bạn? À, mình ôn lại một tí. Trong bài này chúng ta đã học một cái khái niệm mới, đó là khái niệm hàm. Đó là hàm thì nó sẽ có, thứ nhất, kiểu dữ liệu trả về. Thứ hai, sẽ có tên hàm. Thứ ba, nó sẽ có là một, không có, hoặc có một, hoặc có nhiều, hoặc có một cái dãy luôn, các cái tham số mà các bạn truyền vào đây. Thứ tư là các bạn sẽ có thân hàm, và thân hàm này nó sẽ trả về một kết quả nào đó. Nếu như cái hàm không trả về kết quả, các bạn phải để đây là void, void nhé. Ok. Như vậy thì chúng ta đã làm quen với cái khái niệm hàm và làm một cái bài tập đầu tiên, nữa là kiểm tra số nguyên tố. À, trong những cái bài tiếp theo thì từ đây trở đi, chúng ta sẽ liên tục viết hàm, chứ chúng ta không viết hết tất cả mọi thứ ở trong cái hàm main như thế này nữa. Thì viết trong hàm main thì nó sẽ rất là dài. Chúng ta sẽ tách ra hết dần dần, mọi thứ nó sẽ thành những cái hàm. Khi mà chúng ta tách ra như thế á, và chúng ta làm á, chúng ta đổi bài toán đi một chút xíu thì các bạn sẽ có thể tái sử dụng lại được. Nếu mà các bạn sử dụng hàm, vì chúng ta có thể tái sử dụng. Ví dụ trong cái bài này đi, mình thay vì là nhập vào và xuất ra n có phải là số nguyên tố hay không, thì mình sửa cái bài toán lại, đó là nhập vào n và xuất ra tất cả các con số nguyên tố nhỏ hơn n. Thì lúc đó các bạn thấy á, chúng ta phải kiểm tra là từng con số là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cho tới n đúng không ạ? Thì lúc đó cái hàm kiểm tra số nguyên tố này nó sẽ rất là có tác dụng luôn. Vì chúng ta chỉ viết ra một lần thôi. Sau đó chúng ta sẽ gọi nó, chúng ta tái sử dụng nó, gọi nó, chúng ta tái sử dụng nó rất là nhiều lần ha các bạn. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video clip của mình. Các bạn nhớ làm bài tập nha. Chịu khó ngồi gõ lại từng dòng một. Hoặc là nếu các bạn có những cái sáng tạo nào hay hơn thì các bạn có thể comment phía bên dưới để mình sẽ học hỏi nha. Và nếu khó khăn gì thì các bạn cũng hãy comment, mình sẵn sàng trả lời những câu hỏi của các bạn. Các bạn nhớ like, nhớ đăng ký kênh nha. Và nhớ chia sẻ cho người khác nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi mình trong một cái thời gian vừa qua. Xin chào.